Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, việc chăm sóc để có một trái tim khỏe mạnh luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay. Bên cạnh những sản phẩm thực phẩm chức năng tốt cho tim được bày bán trên thị trường, thì bên cạnh chúng ta cũng có vô vàn loại thực phẩm tốt cho tim mà chúng ta chưa hề biết đến. Và dưới đây sẽ là những loại thực phẩm tốt cho tim. Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch 1. Cá và hải sản Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trong mỡ cá và thủy hải sản nói chung là mỡ của động vật máu lạnh chứa nhiều chất béo omega 3, rất hữu dụng trong việc làm giảm lượng triglycerid là một chất béo có hại, dễ gây sờ vữa mạch máu. Mạch máu bị sờ vữa thì dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não. Vì vậy, ăn cá và hải sản rất có lợi cho tim. Nếu như có điều kiện, bạn có thể ăn cá hồi, cá thu, cá ngừ hay cá mòi là các món ăn rất tốt cho tim mạch. 2. Trái cây Có nhiều loại trái cây tốt cho tim mạch, ví dụ như quả táo. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng việc ăn táo có tác dụng giảm tốc độ oxy hóa do cơ thể, do cholesterol xấu gây ra, đồng thời giảm thiểu việc hình thành mảng sơ vữa mạch máu. Có lưu ý rằng khi ăn táo, bạn nên rửa sạch để ăn cà vỏ, vì vỏ táo có nhiều chất chống oxy hóa và chất sơ cao. Hoặc bưởi, có chứa nhiều chất chống oxy hóa, và những chất sơ có tác dụng phòng chống những bệnh về tim. Bạn nên ăn bưởi 3 cho đến 4 lần mỗi tuần. Ngoài ra, bạn có thể ăn cam, quýt, nho hay chuối đều có lợi cho tim. 3. Các loại đậu. Nhân dân ta thường dùng đậu xanh gói bánh trưng, bánh tét, nấu chè bằng đậu xanh, đậu đỏ, nấu sữa đậu nành hay làm món chay bằng đậu phụ. Trong các loại đậu đều chứa chất kìm hãm lượng cholesterol xấu trong cơ thể. Cho nên, bạn có thể ăn các món chế biến tự động vì lợi ích cho tim. 4. Các loại hạt. Có thể kể đến hạt dưa, hạt bí đỏ, hạt hướng dương. Đây là những loại hạt có rất nhiều hợp chất sterol thực vật, có thể loại trừ được cholesterol xấu. 5. Rượu vang đỏ. Về mặt dinh dưỡng, rượu vang đỏ có nhiều chất chống gốc tự do, chống oxy hóa, có thể bảo vệ được động mạch vành khỏi những tổn thương từ các chất hữu cơ mang gốc tự do. Tuy nhiên, bạn chỉ nên uống từ 1 đến 2 ly rượu vàng đỏ trong ngày để tốt cho sức khỏe. Trà Các loại nước chè xanh, chè búp đều hàm chứa chất chống oxy hóa, có thể làm giảm lượng cholesterol xấu. Để tránh mất ngủ, mỗi ngày bạn chỉ nên uống 1 đến 2 tách trà, nhưng không nên uống vào buổi tối và không nên uống quá đặc. Dầu ô lưu Dầu ô lưu chứa nhiều các loại chất béo không bão hòa dạng đơn thể, giúp làm giảm nồng độ HDL và giảm nguy cơ tiến triển các bệnh lý tim mạch. Bạn nên sử dụng các loại dầu ô lưu nguyên chất để nấu nướng thay vì các loại dầu ăn thông thường. Đậu nành Đậu nành giúp giảm cholesterol và các loại chất béo bão hòa. Chính vì vậy, đậu nành là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe tim mạch. Bạn nên ăn các loại đậu nành tự nhiên như edam, đậu nành Nhật Bản hay đậu nành Indonesia hoặc có thể là đậu hũ, những loại thực phẩm gây hại cho tim mạch cần tránh. Một thịt lợn sông muối. Không sở hữu nhiều mỡ như phương pháp chế biến truyền thống, không có nghĩa là loại thực phẩm này có tác dụng tích cực với hệ tim mạch. Thịt sông muối sở hữu hàm lượng kiềm lớn và có thể tác động tiêu cực tới sức khỏe nếu sử dụng quá nhiều. Bột yến mạch Rất nhiều bằng chứng đã chỉ ra rằng bột yến mạch có tác dụng tích cực trong việc giảm cholesterol cho cơ thể. Những loại đồ ăn nhanh từ bột yến mạch vẫn sở hữu hàm lượng mỡ cao, và do đó không có tác dụng tích cực gì tới sức khỏe của hệ tim mạch. Salad chế biến sẵn. Salad có vẻ là lựa chọn không tồi nếu bạn muốn giảm bớt gánh nặng cho hệ tiêu hóa cũng như bổ sung thêm rau xanh và các chất xơ cho cơ thể. Tuy vậy, các loại salad chế biến sẵn lại mang rất nhiều nước sốt và những thành phần không mấy thân thiện cho sức khỏe. Nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga là loại đồ uống chứa nhiều đường, làm tăng lượng đường huyết, gây áp lực lên thành động mạch tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, kẹo. Chất béo được coi là nguyên nhân lớn nhất trong chế độ ăn uống gây nên bệnh tim. Nhưng một báo cáo được công bố vào năm ngoái trong tạp chí thuốc quốc tế cho thấy, đường mới là thực phẩm chủ yếu chịu trách nhiệm về sức khỏe tim mạch. Các chuyên gia nói rằng, chế độ ăn thêm đường có thể là một mối đe dọa lớn đối với béo phì, cholesterol cao và bệnh tiểu đường. Tất cả đều là những yếu tố nguy cơ đối với bệnh tim. Các loại thực phẩm rán, việc tiêu thụ các loại thực phẩm chiên như khoai tây chiên gà chiên và đồ ăn nhẹ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim phương pháp chiên thông thường tạo ra chất béo trên một loại chất béo làm gia tăng cholesterol xấu và hạ thấp cholesterol tốt tất nhiên một ít chất béo từ dầu ô liu hay dầu dừa trong các món xào như rau xào ở nhà sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe trái tim của bạn vâng như vậy thì quý vị có thể thấy rằng đây đều là những thực phẩm vô cùng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích về bệnh tim mạch kiều anh xin chào và hẹn gặp lại